Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã gấp rút triển khai một loạt những hoạt động trăng chống nhà cửa và sơ tán người dân tới nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến bằng mọi cách trong tối nay, công tác về di rời sơ tán người dân phải đảm bảo hoàn thiện trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào sáng sớm mai. Và thưa quý vị, ngay lúc này, phóng viên Trung Kiên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC của chúng tôi đang có mặt tại Quảng Ngãi sẽ thông tin chi tiết tới quý vị những nội dung này. Và ngay bây giờ, xin được mời anh Trung Kiên. Vâng, và thưa quý vị, anh Trung Kiên sẽ thông tin tới nội dung này trong một ít phút nữa. Và ngay tại đây, ngay tại Quảng Ngãi, nhóm phóng viên của chúng tôi hiện nay đang tác nghiệp và sẽ gửi tới cho quý vị những thông tin về những cái hoạt động chằng chống nhà cửa cũng như sơ tán người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Và như là chị Hương Trà đã biết thì cơn bão số 9 sẽ chính thức đổ bộ vào đây trong ngày mai ạ. Và rõ ràng là ngay lúc này thì mọi cái hoạt động đều đang gấp rút triển khai rồi. Vâng, có thể nói rằng đây được dự báo là một cơn cuồng phong với mức độ ảnh hưởng và tốc độ di chuyển rất là nhanh. Chính vì vậy mà các công tác chuẩn bị ứng phó với bão đang được gấp rút khẩn trương triển khai tại các địa phương được dự báo là sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, cơn bão số 9. Vâng, và ngay bây giờ xin được mời phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chào MC, tôi đang có mặt tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Và lúc này thì đây là khu vực nơi tránh trú bão số 9 của người dân ở xã Bình Hải. Và lúc này thì thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa rất lớn. Tuy nhiên gió thì chưa mạnh lắm. Nó khác hẳn với những cái điều kiện thời tiết có nắng vào trong sáng nay. Và cái điều này có thể cho thấy là cơn bão số 9 đang trườn vào bờ. Và lúc này thì có thể nói là rất đông người dân đang di chuyển vào khu vực nhà tránh trú của xã Bình Hải. Theo thống kê của xã thì ở khu vực này có đến 500 hộ dân và hơn 1.000 người đang tập trung trong khu vực này. Vâng, có thể thấy là khu vực này là khá là rộng rãi và lúc này thì đang có rất nhiều người dân tập trung tại khu vực để tránh trú bão số 9. Và chúng tôi sẽ cùng trao đổi nhanh với một người dân để xem diễn biến của cơn bão số 9 và người dân lo lắng như thế nào. Dạ, vâng, xin chào ông ạ. Ông ơi, cho biết là ông lo lắng về cơn bão số 9 không ạ? Rất là lo lắng. Rất là lo lắng bởi vì so sánh giữa hai cơn bão á, là cơn bão năm 2009 là tất nhiên là nó tính ra thì nó cũng lớn nhưng mà trái lại cũng không đáng kể. Nhưng mà thực tế rằng là đối với cái thiệt hại năm dự đoán rằng là cái thiệt hại năm 2009 thì nó sẽ không bằng như là cái cơn bão này, cơn bão số 9 này. Bởi vì cơn bão số 9 này là nó theo đài khí tượng thủy văn là báo dường như là gấp 3, gấp 4 lần. Thế thì chúng tôi rất là lo lắng. À, dạ vâng, nhà của mình ở khu vực ngoài kia thì sóng gió như thế nào và ông lo lắng là có bị làm sao không ạ? Thì nói chưa đúng là bây giờ hiện tại thì chúng tôi là ở làng chài cho nên là những ngôi nhà này nó nằm ở sát ven biển. Nên nếu mà như dự đoán mà sóng biển sẽ cao từ trên 4 đến 5 mét trở lên thì tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những ngôi nhà này. À, dạ vâng, cái thời điểm năm 2009 thì ông có được nơi vào nơi tránh trú không? Và đến thời điểm này có một nơi tránh trú an toàn thì ông cảm thấy như thế nào? Nói cho đúng là chúng tôi cũng rất là tự hào khi mà nhà nước đã cho chúng tôi ở được những cái ngôi nhà như thế này, đảm bảo được trong cái vấn đề mưa bão như thế này. Cho nên rất là tự hào. Còn năm 2009 thì chúng tôi cũng được sắp xếp ở tại sông Hồng, nhưng mà trái lại có điều một cái rằng là sau ra cái nhà này thì rất là kiên cố hơn, vâng, tự tin hơn. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là dù điều kiện cơ sở vật chất ở khu vực ở nơi tránh trú bão còn rất là thiếu thốn và nước sạch thì có khi vẫn còn thiếu, điện thì có thể là phập phù, nhưng người dân tin tưởng rằng ở khu vực nhà an toàn như thế này thì họ cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì cơn bão số 9 là một cơn bão rất mạnh và nó đạt gần cấp siêu bão, và như vậy thì toàn bộ khu vực nhà cửa và tài sản của người dân có thể bị uy hiếp. Tuy nhiên tính mạng thì họ được đảm bảo và người dân cũng mong muốn rằng cơn bão sẽ đi qua nhanh để họ sớm khôi phục lại cuộc sống. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trung Kiên.